xe cậu bất ngờ lật ngang, tài xế có pha xử lý cực nhanh thoát cửa tử nhưng lại gây tranh cãi. Camera ghi lại tại một công trường cho thấy tài xế đang điều khiển xe cẩu bỗng gặp tình huống tai nạn bất ngờ. Chiếc xe mất thăng bằng rồi dần lún sâu vào hố cát. Công trường vắng tanh, một người đàn ông đang đi bộ gần hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng này cũng đứng hình. Thấy nguy hiểm, tài xế chỉ kịp kêu lên thất thanh rồi nhảy bổ nhào ra ngoài. Pha xử lý dứt khoát giúp tài xế thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Dù may mắn thoát nạn, song nhiều cư dân mạng tranh cãi cách xử lý của tài xế khi xem đoạn clip trên. Nhiều người cho rằng việc nhảy ra ngoài trong lúc xe cẩu đang lún không phải là cách hay. Một số người dùng mạng bình luận, một là nhảy ngược chiều đổ, hai là ngồi yên trong cabin. Nhảy kiểu đó xe được đà trượt thêm phát nữa thì nguy hiểm lắm. Nguyên tắc của mấy cái xe này là cứ ngồi trong cabin, chứ nhảy ra nó đè một cái là đi luôn, dẫu sao tài xế cũng rất may mắn. Xe này lật mà nhảy kiểu đó không bị làm sao là may đấy, phải ngồi yên bên trong chứ, có phải lọt sông đâu mà nhảy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.